Ký ức là hồi nhỏ là chị đã bị nghèo, là bị khi dễ rồi, bị kỳ thị ghê gớm lắm. Rồi sau chị lên đây thì cũng lang thang, cũng vất vả, nhưng mà chị cố gắng chị vượt qua hết. Có tiếp cận với cô Kim Cương thì rất là mơ ước là sẽ đi cùng một chuyến với cô. Chị mơ ước, chị nguyện là sau này mình làm được từ thiện giống kêu Kim Cương là cũng được rồi. Thì không ngờ cái chuyện đó là nó đi đến với chị. Mến chào quý cô bác anh chị. Ở video trước thì chắc có lẽ mọi người cũng đã xem phần 1 rồi. Ở Phong Bụi cùng với một số anh em YouTube đã có vận động và cũng như là dành một cái khoản tiền từ YouTube để phát quà cho các em học sinh tại tỉnh Đồng Tháp. Ở trong cái hành trình cuối năm nay, Phong Bụi ngồi phát quà cho một số địa phương khác thì trong ngày Chủ nhật, tức là ngày 31 tháng 1, chị Tưởng sẽ phát 300 phần quà tại một số địa phương thuộc miền Tây. Và sáng hôm nay thì Phong Bụi có đến nhà chị Tưởng để chia sẻ câu chuyện này. Nếu mà quý cô bác anh chị nào có muốn tham gia hoặc là đồng hành vào ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 1 2021 thì có thể liên lạc cái số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đây là số điện thoại của chị Tưởng. Đêm hôm qua thì chị bán tới lúc gần 2 giờ sáng và sau đó thì dọn hàng hóa về nhà. Đến bây giờ thì chắc lẽ cũng đang say giấc rồi, 11 giờ trưa mà con đang ngủ á. Mình sẽ gọi chị Tưởng để trò chuyện cũng như là xem kế hoạch của chị sẽ phát quà ở miền Tây như thế nào ạ. Gia đình của chị Tưởng thì gần như là hiếm có những cái bữa cơm ăn cùng với nhau. Ví dụ như buổi sáng thì chồng chị Tưởng thì cũng đang lu bu đi chợ để mua hàng chiều bán. Còn chị thì đến trưa thì bắt đầu dậy, rồi sơ chế đồ đạc, sơ chế nước chấm. Và đến gần 5 giờ chiều thì đẩy xe hàng ra bán rồi. Và mỗi người sẽ ăn những cái hộp cơm vào những khung giờ khác nhau. Vì vậy thì có lần mình tâm sự với chị Tưởng rằng là cái điều mà chị thấy mong muốn lớn nhất đó là gì, thì cũng mong muốn đó là một cái bữa cơm gia đình đầy đủ tất cả thành viên. Một cái ước mơ mà đến bây giờ vẫn hiếm hoi thực hiện được. Và bây giờ thì mình sẽ gọi chị nha. Chị ơi, ngủ mới dậy hả? Dậy nãy giờ. Chứ không phải ngủ mới dậy hả? Chứ không phải ngủ mới dậy không. Kiến là Chủ nhật tuần này sẽ phát 300 phần quà ở Bến Tre. 325 phần. 325 hả chị? Mỗi phần quà như vậy thì gồm những cái gì ạ? Năm ngoái thì mình cho 10kg gạo, mà năm nay không có đủ tiền thì cho người có 5kg gạo với một thùng mì, một chai nước mắm, một chai nước tương, một ký đường, chai dầu ăn. Nãy giờ thì mình có tính tổng ra và hôm sau thì mình sẽ cho mọi người xem tất cả những cái hóa đơn mà tụi mình mua gạo, đường, mắm, nhu yếu phẩm phát cho bà con. Hiện giờ thì tổng số tiền mua các thực phẩm 325 phần đó là 63,8 triệu. Mình làm tròn cho 64 triệu nha. Và nãy giờ mình với chị Tưởng tính là sẽ không phát tiền, nhưng mà ngồi hai chị em tính toán thôi thì phát thêm mỗi người 50 ngàn nữa ha chị. Với 325 phần thì hơn 16 triệu. Nếu mà có ai ủng hộ thì mình sẽ cho thêm. Trước mắt thì em tháng vừa, em hôm trước thì em có hứa là một số việc, nhưng mà em cũng thực hiện. Em sẽ dành hết cái toàn bộ cái doanh thu, cái tiền YouTube tháng cuối cùng vừa rồi á, em đi phát quà. Thì vừa rồi tụi em cũng có phát ở dưới bên Đồng Tháp rồi. Bây giờ thì em trích cái phần doanh thu đó 10 triệu để ủng hộ cho mỗi người, tiền mặt mỗi người là 50 ngàn nữa. Và còn thiếu con 6 triệu mấy thôi. Thì từ nay đến đó thì từ từ tính tiếp. Không có thì chị Tưởng sẽ hỗ trợ phần đó nha. Và cũng cảm ơn rất là nhiều chị Phùng ở bên Mỹ đã ủng hộ 13,6 triệu nè. Chị Fatima Kamet ủng hộ 200 cô Lon ở quận 7, 1 triệu. Chị Lắng Bán Hành Phi ủng hộ 2 triệu. Chị Trà Thu Đào ở Úc ủng hộ 19 triệu. Bạn An bị bệnh thận ở Bình Chánh ủng hộ 1 triệu. Hòn Ly ở bên Mỹ ủng hộ 4,650,000. Chị Trần Thị Kim Chi ở bên Úc 3,356,000. Anh Quang ở quận 6 500. Anh Duy bán bơ ở chợ Hòa Bình 1 triệu. Chị Độ bán hồ lô 1 triệu. Nhóm của chị Lữ Hệ Lan, con gái Lữ Bố, Sầm Nguyễn, Lữ Nguyễn, Trân Quang 200 đô. Và tổng số tiền mọi người ủng hộ đó là 56,5 triệu. Em đọc sai của Trần Kim Chi rồi đó. Trần Kim Chi
3.556.000 đúng rồi, chính xác rồi. Và trong này thì có chị Nguyệt ở quận 8 ủng hộ 3 triệu, sẽ là chi phí xe cộ đi lại cho mấy anh em đi chung. Tụi mình thuê chiếc xe 16 chỗ và với cái số tiền 63.864.000 thì hiện giờ ở đây là 56.500.000. Còn ngày mai thì mình có đi đến quận 8 nhận thêm cái số tiền 5 triệu đóng góp từ cô Hoàng Thị Thịnh. Thì bây giờ mình gửi cho chị Tưởng luôn. Như vậy thì chỉ có hụt có 2 triệu mấy à? 2 triệu 3. Còn hụt 2 triệu 3. 2 triệu 3. Và khoảng 6 triệu mấy nữa cái tiền phát tiền mặt nữa. Thì tầm khoảng hơn 8 triệu. Hả chị? Thôi thì từ đây đến Tết không có thì chị hỗ trợ chung tay mọi người nha. 8 triệu mấy. Trước hết thì em ủng hộ 10 triệu phát tiền mặt cho bà con ở dưới miền Tây. Và 5 triệu từ cô Hoàng Thị Thịnh ở đường Mễ Cốc ở quận 8. Ngày mai em sẽ nhận cái phần quà này của cô. Rất là mừng. Lúc đầu thì mấy chị em tính là phát quà tính luôn tiền luôn, tiền mặt luôn là tới 90 triệu lận. Nhưng mà lần này thì do cuối năm cũng khó khăn quá, bớt một chút phần quà, bớt một ít tiền, tổng số tiền chỉ hơn có 60 triệu thôi. Thôi cũng được thì cũng cho bà con mừng mừng một xíu. Trong này thì 326 phần quà thì có 25 người bị khiếm thị đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì một năm qua, một năm mà khó khăn cực kỳ luôn. Đúng đây, đúng thời điểm bây giờ là tròn một năm rồi. Từ dịch bệnh đợt đầu tiên cho đến đợt này thì cũng đang bùng phát dịch lại lần thứ hai. Thì một năm qua chị thấy như thế nào? Mọi người dù khó khăn nhưng mà mọi người đều ủng hộ hầu hết tất cả các cái chuyến hành trình của mình á. Chị có nhắn nhủ gì với bà con không? Chị cảm ơn. Cảm ơn tất cả mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã cùng chung tay em và Phong Bụi để làm những chuyến đi từ thiện này. Thì em cũng mong là mấy anh chị là nhiều sức khỏe và làm được công việc đều đều, được thu nhập nhiều nhiều để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì em muốn là gửi đến hết tất cả trong nước và ngoài nước, mấy chị em ở thành phố lân cận mà đến quán em ủng hộ cũng vậy, em xin chân thành cảm ơn. Và mấy anh chị đến quán em mà ủng hộ thì lúc mà em đông có gì sơ sót á thì thông cảm bỏ qua cho em. Em xin cảm ơn mấy anh chị rất nhiều đã đến ủng hộ với em. Mấy anh chị đến ủng hộ với em cũng là một phần là chung tay với em để tích ra một ít để làm từ thiện. Và em muốn là cái từ thiện này sẽ đi dài dài dài, nói dài dài hơn nữa. Và cũng nhờ sự góp sức của mấy anh mấy chị. Thì em xin cảm ơn rất nhiều. Trong một năm qua, trong những cái hành trình mà chị làm từ thiện á, thì cái câu chuyện nào mà cái vấn đề nào mà chị ấn tượng nhất chị nhớ? Nhiều lắm. Nhưng mà trong lòng chị vui nhất là được nấu cơm. Nấu cơm. Cũng xin thông tin với mọi người là hôm nay tụi mình tạm dừng cái việc phát cơm. Tại vì cuối năm thì mọi người cũng khá là bận rộn và hẹn lại qua Tết. Tuần này thì đi miền Tây rồi và tuần tới thì cũng cập rập Tết. Qua Tết chắc có lẽ dự kiến thì một lựa chọn một cái ngày thích hợp và tiếp tục cái việc phát cơm ở quận 8. Và cái điều phát cơm á, hôm trước thì em có tâm sự với anh Năm, chồng chị, nói là ban ngày thì chị lo làm sơ chế nước chấm đâu á, ban đêm thì bán rồi về nấu cơm. Như vậy hai ngày cuối tuần á, khách lại rất là đông. Thấy chị mệt thì nhưng mà có khi nào chị thấy chị kiệt sức không? Cũng có nhưng mà rất vui. Chứ không phải mà mệt rồi ra rồi mặt ủ mày trâu hay là quạo gọ rồi thì không có đó. Chị làm được cái đó là chị rất vui. Tại điều đó là điều mơ ước của chị từ bé rồi. Chị nói thật với em, hồi lúc mà chị lên bước chân ở đây á là chị lang thang khắp phố phường. Rồi sau đó thì chị có đến nhà dì Bảy chị là rính ruột của cô Kim Cương. Là lúc đó là cô Kim Cương làm từ thiện, là trong lòng chị mơ ước muốn ghê gớm lắm. Nhưng mà không biết làm sao để mà đi cùng với cô một chuyến nha. Nhưng mà cô thì không phải là cô phân biệt là chủ tớ đâu. Chị nói thật, chị biết từ gia đình của cô hết trơn luôn á. Ở Ninh Chậu Hòa Bình, đầu nhà của mấy cô bên chị biết hết. Tại vì Bảy chị là đến ruột của cô Kim Cương. Cho nên là chị mơ ước, chị nguyện là sau này mình làm được từ thiện giống cô Kim Cương là cũng được rồi. Thì không ngờ cái chuyện đó là nó đi đến với chị. Là ký ức là hồi nhỏ là chị đã bị nghèo, là bị khi dễ rồi, bị kỳ thị ghê gớm lắm. Rồi sau chị lên đây thì cũng lang thang, cũng vất vả.
nhưng mà chị cố gắng chị vượt qua hết. Rồi sau đó thì đến nhà dì Bảy thì có tiếp cận với cô Kim Cương thì rất là mơ ước à, sẽ đi cùng một chuyến với cô để xem cách cô làm như thế nào, nhưng mà không đi được, điều đó cũng rất tiếc. Nhưng mà sau đây thì chị cũng cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Hồi đó là chị thấy cô Kim Cương làm như thế nào mà chị lại ái mộ và mong muốn là mình sẽ thực hiện giống như cô Kim Cương? Nhưng mà thực hiện không nổi đâu, cô Kim Cương làm nhiều lắm. Một chuyến đi cô Kim Cương làm rất nhiều. Cô Kim Cương có một nhà tài trợ là cô Kim Cương có làm cái xưởng hãng chén gì đó. Thì mọi người làm những mà chén tô tổ đồ, tất cả dân dân đũa này kia đó, ví dụ mà nó hơi bị móp méo hoặc là bị không đạt vậy đó, thì cô Kim Cương đều mang về để em dùng sâu dùng xa. Cô Kim Cương cho, và cho tiền, cho quần áo, nói chung là dân dân hỗ trợ rất là nhiều. Cho nên chị rất là mong muốn, nhưng mà không, chị không thể làm được giống như cô Kim Cương đâu. Tại vì cô Kim Cương là làm là có rất là nhiều người ủng hộ chung tay với cô. Mà chị mong ước như vậy, nhưng mà hôm nay như vậy đối với chị như vậy là cũng quá tốt rồi. Tại vì chị sau đó thì chị cũng có đi làm, chị làm được thì tiền thì chị cũng có trích ra chị cho gạo rồi, nhưng mà chị có nhiều thì cho chưa nhiều, có ít thì chị cho ít. Không thì chị đi góp sức chung với đoàn, là đoàn của hội Tâm Việt á, từ thiện Tâm Việt á. Thì sau nữa chị đi theo một cái đoàn là bên Đông Y á, cũng xoa bóp ấm huyệt rồi đó, đi với người ta. Thì chị không có tiền thì chị góp sức nói vậy thôi. Thì còn về quê á, thì năm nào chị cũng về, là chị có thì chị cho 5 kg gạo, không có thì có nhiều nữa chị cho được 10 kg. Chị cũng trích cái tiền mà chị làm ra đó. Chị đi mấy chục năm rồi mà chị mới mua được căn nhà thì em biết rồi đó, thì tiền làm đâu ra chị cho. Cũng thông tin với mọi người là nhà chị Tưởng là cứ bữa cơm chính là bữa cơm lúc 2 giờ chiều, 3 giờ chiều, đó là cái hộp cơm giá 18.000 đúng không, cá chiên. Cá bữa thì thấy nấu mì gói ăn với bạch tuộc nướng cho khách á, nướng luộc lên ăn, xào lên ăn, nên cho nên là gần như là chi phí sinh hoạt gia đình rất là thấp. Cái việc phát cơm lúc đầu thì mọi người lo lắm, tại vì không có thời gian, nhưng mà cũng cảm ơn rất là nhiều chị Nguyệt nè. Rồi chị gì mà hay phụ mình phát với người ta, chị Thi nè, rồi mấy cô chú xe ôm nè, rồi một số anh chị nữa, có một anh đeo khẩu trang ôm á, không biết tên đó, lâu rồi cũng không biết tên, không biết tên, nhưng mà đúng giờ là săn sóng lắm nha. Đúng giờ đó anh, rồi cảm ơn chú Ba Trâu ủng hộ cơm một năm. Thiệt ra một năm qua thì rất là nhiều biến động vất vả và khó khăn lắm, nhưng mà mọi người cứ thấy ở đâu cũng chung tay. Ngay cả cái việc hôm nay mà nói là đi phát quà cho bà con Bến Tre thì cân não luôn, với cái số lượng bà con tuần nay chị ngủ không được luôn á. Nhưng mà hiện giờ là thấy nhẹ nhàng chưa? Nhẹ là hiện giờ là nhẹ đó. Mấy đêm nay là ngủ không được. Cho nên ngủ không được đâu. Thức khuya, 6 giờ sáng chị mới ngủ mà 10 giờ chị thức dậy rồi đó. Em thì tuần vừa rồi em có đi lên núi, một cái núi Cô Tô á. Hồi đầu năm thì khi mà dịch bệnh nó mới xuất hiện á, lúc nó lo lắm. Mà em có lên cái núi đó thì mọi người nói là núi đó linh lắm. Thì mình cũng cầu, cũng ước nó thôi, bây giờ trong một năm không có bệnh đau gì hết đi, không có ai bị gì hết á, cuối năm sẽ dành một cái khoản tiền lớn để đi cho hết cho bà con. Thì vừa qua thì em tới lên cũng cúng tạ lễ và cũng muốn thực hiện cái lời hứa đó. Mà lo nhất là cái chuyện phát quà Bến Tre này nè. Mà cuối cùng bây giờ cũng hiện giờ cũng đã tròn vẹn rồi, còn thiếu chỉ có 8 triệu mấy nữa thôi. Mà nghĩ từ đây tới đó 2-3 ngày nữa thì cũng đủ á. Nếu mà có anh chị em nào có ủng hộ á thì ủng hộ mình, thì nếu mà còn không ủng hộ thì còn thiếu bao nhiêu thì chị sẽ bỏ tiền ra để cùng chung tay với mọi người. Dù sao thì năm qua mình may mắn hơn rất là nhiều người. Đúng rồi, khỏe mạnh, may mắn. Nhiều người thất nghiệp quá. Nhưng mà chị sau đây chị cũng xin gửi đến mấy anh chị là cảm ơn mấy anh chị rất nhiều. Và đợt Tết này nè thì em cũng có bán bông mấy năm, thì em cũng có bán đó, nhưng mà năm rồi thì em không có bán. Và năm nay em xin bán lại, thì bán ngay điểm bán của em đối diện á. Thì nhờ mấy anh chị ở thành phố ở gần đây, thì mấy anh chị nào có mua bông giảng thọ và cúc á thì của em nha. Ngày 25 Tết âm lịch
25 tháng chạp chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi. Thì chị tưởng sẽ bán một ít bông ở trước điểm bán bà bía, bà tuột rồi đó. Và những cái chậu bông rất là dễ thương, bông nhỏ nhỏ này, bông chơi ngắn ngày á, giá chị nó cũng không có cao lắm. Thì mọi người có điều kiện thì có thể mua một vài bình bông ủng hộ, như là một món quà mà ủng hộ tinh thần cho tụi mình trong thời gian qua. Thì đó, chị cũng xin gửi lời vậy đó. Chị tính là bán bông này là chị tính là chị với em bán. Và cái điểm sinh tố trước ra mấy ngày đó để bán là bông là chị đã mua rồi. Dự kiến thì mình bán bao nhiêu? 1.300 chậu. 1.300 chậu. Hôm qua giờ khi mà dịch bắt đầu xuất hiện trở lại á, lo thậm chí hiện giờ là một số tỉnh ở khu Bắc, khu miền Bắc đã giãn cách xã hội rồi, tức là bây giờ đã 21 ngày tới là tức là qua Tết là không được đi đâu hết, thì coi như là những cái tỉnh đó là bông hoa Tết là tiêu luôn. Còn Sài Gòn thì giờ tình hình cũng tương đối thôi, cũng chưa có xác định được, 2 ngày nữa mới biết rằng là có phong tỏa hay không, nhưng mà cũng hy vọng cầu cho sự an toàn, là không có nhiễm ca nào hết. Cũng mong mấy anh chị nếu mà xem qua video này đến mua đâu cũng vậy, đến mua giùm em nha. Và là có em Thành, cái em mà chở cơm cho mình á, thì em nói là em ra em phụ giao bông với lại anh Minh. Chú Minh cô đơn cũng ở chung tay với tụi mình. Hy vọng rằng là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Thì mấy anh chị mua thì có hai xe rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng đón nhận clip sắp tới ở ngay tại miền Tây phát qua 325 phần quà cho bà con.